hay là cái mô hình công trình mà chúng ta đã làm việc từ buổi số 1 đến nay, bao gồm tường, trần, tường, sàn nhà, thiết bị nội thất cơ bản, các cái bộ cửa bạn đưa vào. Thì nội dung hôm đầu tiên của cái buổi hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn ghi chú kích thước. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái mặt bằng tầng 1. Thì trước khi các bạn đi vào ghi chú kích thước ấy, thì nhắc lại một chút nữa là đối với lại Revit thì trong các cái khung nhìn như thế này, trong các bản vẽ này các bạn chỉnh được tỷ lệ bản vẽ ở chỗ này nhé, tỷ lệ hiển thị bản vẽ ở đây. Ví dụ đây thì thầy đang chỉnh là tỷ lệ hiển thị bản vẽ là 1/100. Chúng ta thể chỉnh sang 1/50, các bạn muốn thể hiện bản vẽ 1/50 thì các bạn chỉnh sang 1/50. Các bạn muốn tỷ lệ bản vẽ 1/25 thì các bạn chỉnh sang 1/25. Việc duy nhất các bạn cần làm đó là muốn bản vẽ như thế nào thì chỉnh tỷ lệ về như thế thôi. Còn những cái thứ khác, ví dụ như là tiêm trục hoặc là ngay cả cái kích thước chúng ta chuẩn bị ghi chú, hoặc là chữ chữ ghi chú ở dưới này, các bạn không cần thiết phải chỉnh scale to hoặc là scale nhỏ, như khi là các bạn sử dụng những cái phần mềm vẽ khác, Revit sẽ tự động chỉnh những cái đó để cho vừa bạn với lại cái tỷ lệ của bạn mong muốn. Chẳng hạn ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bản vẽ 1/50. Các bạn thấy khi chỉnh sang 1/50 thì có cảm giác như là cái bong bóng này to ra, nhưng mà thực chất những cái này nó giữ nguyên chuẩn, mà chỉ có hình vẽ của chúng ta là cái hiển thị nó to ra hoặc là nó nhỏ đi. 1/50 chế độ hiển thị là ở dạng là medium, medium là chế độ hiển thị dạng trung bình, chi tiết cái độ chi tiết dạng trung bình vừa đủ để chúng ta làm việc. Để ghi kích thước cho cái bản vẽ chúng ta làm xong rồi thì các bạn sẽ vào trong cái tab Annotate. Các bạn vào trong cái tab Annotate này. Tất cả những cái gì liên quan đến ghi chú kích thước cho bản vẽ, rồi ghi ký hiệu cốt cao độ cho các cái nền hoặc là cho các cái lưới trục, hoặc là cái cao độ trên mặt đứng, hoặc là cao độ cho một bất kỳ một đối tượng đó, thì chúng ta sẽ tìm ở đây. Nó chứa công cụ các bạn ghi chú những cái chữ cần ghi chú, thêm những cái dòng chữ chú thích này kia thì nó sẽ nằm ở đây. Ngoài ra nó còn có ghi chú về đánh số cửa, cửa đi, cửa sổ, rồi ghi chú về số bậc cầu thang, vân 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 vân. Đó là tất cả những gì liên quan đến ghi chú bản vẽ các bạn sẽ tìm thấy ở trong cái tab Annotate này. Thì việc đầu tiên thì là ghi chú các cái cạnh tường này về các cái đối tượng này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thường sử dụng là chúng ta sẽ sử dụng cái ghi chú dạng align này. Để ghi chú đường thẳng thì nó có hai cái thứ nhất là cái align dimension, là cái hay sử dụng nhất trong Revit, và cái thứ hai là linear dimension, nó chúng ta ít sử dụng hơn. Thì linear dimension thì như các bạn để ý, ở trên cái hình động nó sổ ra, tức là linear dimension chỉ giúp cho các bạn ghi khoảng cách theo chiều ngang và theo chiều dọc. Thì các bạn để ý thấy có cái cạnh xiên của cái hình công trình mẫu này, có một cái cạnh xiên ở đây ở bên phải của cái hình nó vừa sổ ra, có một cái cạnh xiên. Thì khi các bạn dùng linear nó chỉ đo được cái khoảng cách, một là theo chiều dọc giữa hai cái điểm mà nó tạo thành cạnh xiên đó, hoặc là chiều ngang như ở bên dưới ghi. Còn nếu như các bạn dùng align dimension thì cái cạnh xiên này các bạn, khi các bạn đo cạnh xiên thì nó sẽ bốc kích thước theo cái chiều xiên, kích thước thực của cái vật thể đó. Thì cho nên cái này chúng ta hay hay sử dụng hơn, hay bấm vào nó hơn, tại vì nó dùng đo thẳng đo ngang cũng được mà đo xiên cũng được. Thì thao tác nó sẽ như sau, các bạn bấm vào công cụ này nha, và chúng ta sẽ đo. Và nó thao tác của nó là các bạn cứ đo từ điểm này sang điểm kia, rồi các bạn mới di chuột nó ra ra sắp xếp ra đúng chỗ vị trí mà các bạn mong muốn. Chẳng hạn như vậy, và sau đó các bạn di chuột ra mình cái vị trí các bạn muốn đặt cái đường kích thước này, và các bạn bấm bấm chuột trái một cái nữa thì nó sẽ kết thúc cái việc là đo kích thước ở đây. Và nếu như các bạn muốn đo thêm từ đây ra, chúng ta chưa kết thúc lệnh, thì các bạn cũng chỉ việc là kích thêm vào đây,
kích vào đây, kích vào những cái điểm mà nó nháy xanh lên như thế, và chúng ta móc ra và nó sẽ tự động nó hít vào đây. Thì khi mà các bạn sử dụng cái công cụ đo như thế này thì các bạn để ý một chút, đó là khi chúng ta kích vào cái công cụ đo như thế thì bắt đầu chúng ta để ý thêm một thông tin nữa là bên dưới cái thanh status này, nó sẽ hiển thị là cho phép chúng ta, thứ nhất cái này là đo từ đâu đến đâu. Ví dụ ban nãy để mặc định là đo one center line, có nghĩa là điểm là cái trục chính giữa của mỗi bức tường. Thế thì khi các bạn để one center line như nãy giờ, các bạn thấy thầy kích chuột ấy là chỉ có, ví dụ các bạn muốn đo hai cạnh tường thì cũng không được, mà các bạn chỉ có thể là rà chuột vào đây thì con chuột nó mới nháy xanh lên cho các bạn để các bạn bấm. Ví dụ như bức tường này. Ngoài ra chúng ta có thể là chọn cái định vị khác, ví dụ như wall face sẽ là cái mặt hoàn thiện của bức tường. Ví dụ như một bức tường như thế này, nó có lớp vữa bao ngoài này, thì chúng ta nếu như chúng ta chọn đây là một bức tường đã chỉnh đầy đủ, là nó có vật liệu bên trong, nó có cái phần và cái phần vật liệu ốp bên ngoài, tức là cái tường lớp trắc bên ngoài, thì khi các bạn chọn wall face thì nó chỉ có là bắt điểm được cho các bạn bắt điểm được cái mặt của cái tường, mặt của cái tường. Ví dụ như thế này, từ wall face đến wall face. Đó. Nếu như các bạn chọn center of core thì nó sẽ là bắt điểm vào trung điểm của chính giữa của cái core, cái lõi tường. Ví dụ cái tường này xây bằng gạch dày 100 chẳng hạn thì nó sẽ bắt vào chính giữa này. Nếu như mà hai cái lớp hoàn thiện hai bên độ dày nó không bằng nhau thì cái center core này, center of core này với cái wall center line này, hai cái đường này sẽ không trùng với nhau. Còn nếu như mà hai lớp hoàn thiện của hai bên tường, tức là hai cái lớp vữa trắc ở hai bên mặt tường này nó bằng hệt nhau thì tất nhiên wall center line nó sẽ trùng với center core, là cái đường chính giữa của cái tường. Cái mà hay sử dụng nhất, chúng ta hay sử dụng nhất thì là cái face of core, tức là chúng ta sẽ ghi chú ở trên này dựa vào cái mặt của cái lõi tường. Ví dụ cái tường xây gạch được tô bằng vữa hoàn thiện chẳng hạn thì sẽ đo ở cái mặt gạch xây. Còn cái phần vữa hoàn thiện thì có thể là tùy theo, nhiều khi là mặt bên này họ ốp gạch thì độ dày nó sẽ khác, mặt bên này họ chỉ tô vữa thôi thì độ dày nó sẽ khác. Thì nếu như các bạn đo như thế thì khi mà triển khai bản vẽ sẽ gặp nhiều cái vấn đề nếu như bản vẽ chúng ta có sự thay đổi. Cho nên là trước mắt thì chúng ta sẽ đo chủ yếu là dựa vào cái face of core, tức là chúng ta sẽ đo từ cái mặt lõi tường cho đến mặt lõi tường. Ví dụ ở đây để chọn face of core, các bạn thấy là chúng ta sẽ bắt vào được cái mặt của cái lõi tường này. Còn cái lớp hoàn thiện thì sau này đối với lại việc thay đổi về các cái vật liệu hay là thay đổi về ý đồ nội thất, cái độ dày của các lớp hoàn thiện nó có thể thay đổi, thì lúc đó bây giờ nếu như nó có thay đổi về cái lớp hoàn thiện đó thì nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái bản vẽ kiến trúc mà các bạn đã chốt từ phía trước đó. Đây là trường hợp của bạn đo theo face of core, chúng ta sẽ ra được cái kích thước chi tiết như thế này. Lại để ý ở bên dưới này nữa, nó có một cái thao tác nữa, đó là pick, cái từ cách đo. Thì chúng ta nếu như sử dụng có một cái cách đo là individual reference, là các bạn sẽ kích từng điểm như nãy giờ thì thao tác nếu như các bạn chọn cái này. Còn nếu như một cái bức tường các bạn muốn đo luôn một lần thì chúng ta sẽ có một cái anti wall, là chúng ta đo tự động luôn. Chúng ta nếu như anti wall này thì chúng ta sẽ phải bấm vào option trước khi đo, trước khi chúng ta móc kích thước ra, nó đưa đường kích thước ra, thì các bạn sẽ phải vào chỗ option để các bạn xác định là đo trên bức tường đó nó sẽ phải đo thêm những cái gì nữa. Thì trong cái option này nó sẽ cho các bạn là khi các bạn đo tự động một bức tường ấy, thì nó sẽ đo thêm cái khoảng cách đến opening, tức là các cái lỗ cửa có ở trên tường. Thì các opening này ấy, thì nó sẽ cho hai tùy chọn, là một tùy chọn là đo ở trung tâm của cái lỗ cửa. Ví dụ như cái lỗ cửa này nó sẽ không quan tâm các bạn là cái lỗ cửa này nó rộng bao nhiêu, chỉ quan tâm cái tim lỗ cửa ở đâu để sẽ đo ra. Rồi chúng ta hay dùng cái là cái đo cái chiều rộng của cái lỗ cửa.
là cái width này, tức là cái ví dụ lỗ cửa đo bức tường này, ví dụ thầy đo bức tường này một lần thì đường kích thước nó sẽ bắt từ đây đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Rồi nó có đo với lại cái intersecting walls hay không, tức là nó sẽ có đo với lại những cái bức tường mà có giao cắt với bức tường mình định đo hay không, thì chúng ta sẽ đánh luôn. Rồi có đo với lại những cái intersecting crease hay không, nó là crease này là các cái lưới trục này, tức là nó sẽ đo khoảng cách với các cái lưới trục này hay không. Chúng ta thử bấm ok. Rồi ok, khi các bạn xác nhập xong hết rồi, face call anti-wall option không có, ví dụ thầy đo cái bức tường này, thầy chỉ việc là các bạn thấy trà chuột và nó xanh cả bức tường lên, kích vào đây một cái rồi kéo ra, đây là nó sẽ đo hết toàn bộ cái bức tường này chúng ta, bao gồm là từ lõi cho đến tim này. Đây là một cái tim trục đã có giao cắt vào bức tường này, xong đến mặt lõi này, xong rồi đến cái cạnh cửa, cạnh bên này cửa, cạnh bên này cửa, và như thế này, nó sẽ như thế này. Rồi đến xong rồi giao cắt với tim, xong rồi đến lỗ cửa tự động nó sẽ đo hết, xong rồi giao cắt với lại tim tiếp, rồi đến lỗ cửa nó tự động nó sẽ đo. Và sau khi móc ra như thế rồi thì cái việc kế tiếp các bạn làm nữa là các bạn thoát khỏi cái lệnh đo này, sau đó các bạn sẽ kích chuột trái vào trong cái đường này, và các bạn ví dụ những cái chỗ và cái số nó chồng lên nhau thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách, ví dụ chỗ này có hai con số 100 nó chồng lên nhau này, thì để dễ đọc thì chúng ta bấm vào cái một cái điểm nút tương ứng với một con số này và chúng ta sẽ di chuyển nó ra để chúng ta dễ đọc hơn. Ví dụ những cái chỗ nào mà số nó bị chồng lên nhau, ví dụ như chỗ này số nó bị chồng lên nhau, thì chúng ta có thể là lấy một cái con số thì chúng ta dời nó lên, vì chỗ này có tới ba cái chồng lên nhau thì chúng ta dời lên và dời xuống một cái. Ok, tương tự như vậy chỗ này các bạn cứ nắm vào cái chấm này, các bạn điều chỉnh hai số này nó nằm gần với nhau quá thì các bạn có thể là nói như vậy. Chúng ta sẽ có về mặt thao tác sử dụng thì chúng ta sẽ có hai loại, loại thứ nhất là chúng ta sẽ individual là chúng ta sẽ đo thủ công, và loại thứ hai là anti-wall rồi các bạn xác lập tùy theo nhu cầu của các bạn đối với bức tường đó, và các bạn xác lập những cái này bật tắt những cái này nó hợp lý. Thầy minh họa trong ba trường hợp đó là opening cũng được bật, và opening là những cái lỗ cửa được đo theo width, là những cái chiều rộng cửa. Intersecting walls là đo nếu như có bức tường mà nó giao cắt ngang vào bức tường của mình thì nó cũng đo luôn. Intersecting crease là nó có đo tính đến cái giao cắt với lại cái các cái điểm giao cắt với lại các cái trục lưới định vị. Ok. Còn individual thì các bạn có thể kích từng điểm, và đây là cách xác lập những cái đo. Thì đối với tường thì thông thường chúng ta sẽ dùng cái face call này để chúng ta đo. Đó là về mặt thao tác. Nhưng mà đối với những cái đường ghi chú kích thước này thì chúng ta sẽ có một chút về cái xác lập cái kiểu ghi chú của nó nữa, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh những cái thuộc về độ dài của cái đường giống, rồi độ đậm hay là profile của cái gạch chéo, hay là độ to của cái chữ số này. Thì để điều chỉnh cái đó thì giống như mọi cái đối tượng khác ở trong Revit mà chúng ta đã học từ bữa đến giờ đó, các bạn sẽ edit height cho nó và chúng ta sẽ tạo ra một cái duplicate ra, và chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu ghi chú kích thước mới. Ví dụ như chúng ta để nguyên cái tên này linear, và chúng ta họ đặt tên mặc định của Revit đó là linear, tức là ghi chú thẳng. 3 mm là cái kích cỡ của cái chữ ghi chú, cái chữ số được ghi ra. Ví dụ như mình sẽ chỉnh sang cái 2.5. Cái arrow là cái phông mà người ta dùng, người ta ghi, đây là cách cái cú pháp người ta đặt tên, thì mình cũng có thể là đặt tên giống như người ta cho nó dễ quản lý, hoặc là đặt một cái tên gì đó khác mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ nhớ được ở trong toàn bộ bản vẽ. Thường thì thầy sẽ lưu ý ưu tiên là đặt tên của những cái loại mới, loại vật thể mới gần giống với lại cái tên mặc định của Revit đang làm để chúng ta dễ quản lý hơn. Ví dụ linear là ghi chú thẳng, 2.5 là thầy định chỉnh cho cái số nó nhỏ hơn một tí, 2.5 mm.
phông chữ thì có thể là Arial hoặc là một cái phông gì đó khác mà các bạn thích làm. Đồ ok. Thì khi chúng ta ở trong cái bảng điều chỉnh cho cái phông, cho cái kiểu ghi chú này, cho cái kiểu ghi chú này, thì đây là cái bảng thông số cho cái việc khai báo, cho cái việc là cái kiểu ghi chú kích thước này như thế nào. Và thì sẽ từ trên xuống dưới thì sẽ giới thiệu cho các bạn từng cái một. Cái thứ nhất là dimension string type là continuous, là chúng ta nó sẽ đi liền mạch với nhau, thì chúng ta sẽ để nguyên là continuous như thế này. Cái leader type đó là cái hiện nay đang để là cái arc. Cái leader type là cái gì? Leader type là cái này này. Này, các bạn thấy các cái vị trí có những cái vị trí mà chúng ta vừa mới chỉnh là chúng ta kéo cái con số ra ngoài để cho dễ đọc hơn, thì các bạn thấy là khi các bạn kéo cái con số ra nó sẽ mọc ra một cái ký hiệu giống như đây, để chúng ta biết được là cái số 650 này nó thuộc về cái đường này. Thì cái này nó gọi là cái leader type, là cái mũi tên, cái kiểu của cái mũi tên móc ra đấy. Hiện nay nó là cái arc, nó cong. Nó có một cái trường hợp khác đó là nó là cái line, là nó thẳng, chúng ta apply. Apply và chuyển cái này, thì cái này đang ghi ở kiểu cũ, ta sẽ chuyển cái này sang cái chúng ta vừa mới tạo là cái line near 2.5 này. Đây các bạn, khi các bạn chuyển sang khi chúng ta chuyển sang cái line này, cái nét này thay vì nó cong nó trở thành cái nét thẳng. Thì khi mà các bạn chuyển sang cái line, nó lại có hiện thêm một cái thông số nữa. Ban nãy chúng ta để cái arc này thì cái thông số này nó không có hiện ra, tức là giữa hai cái leader type, leader tick mark không có gì hết. Nhưng mà khi các bạn chuyển sang cái line này thì nó xuất hiện thêm một cái con số nữa nằm ở giữa cái leader type với leader tick mark nó vừa mới hiện ra, là cái shoulder length này hiện đang là không. Cái shoulder length này nó là cái từ cái nét thẳng này nó có thêm một cái móc ra để thầy chỉnh lên cho các bạn thấy. Ví dụ là thầy chỉnh là 5, apply. Các bạn thấy là từ cái nét này đi ra nó sẽ có thêm một cái nét ngang nữa, nó cái này nó gọi là shoulder length. Nếu như bạn nào mà thích có cái này nữa thì các bạn có thể là bọc thêm vào và điều chỉnh kích thước cho nó. Ví dụ ở đây thầy chỉnh là line 3. Ok rồi, một cái thứ ba nữa cũng liên quan đến cái đường này, đó là cái leader tick mark ở đây. Thì hiện nay đang là nên là không có gì cả, nên là cái leader tick mark là cái ký hiệu ở chỗ cái đầu này. Ví dụ như chúng ta chỉnh sang một cái gì đó thử đi, row 15 degree, đó là cái mũi tên mà góc mở của nó là 15 độ. Các bạn thấy khi mà chọn row 15 này thì chúng ta sẽ thấy là nó mọc theo cái mũi tên này, nó chỉ rõ ràng hơn, nhìn vào đây chúng ta sẽ chỉ rõ ràng hơn. Thì khi sử dụng những cái combo ba cái này thì các bạn cũng cân nhắc một chút xíu, là nếu như các bạn, nếu như trong bản vẽ của chúng ta mà bị phải phải móc ra nhiều thứ quá như thế, nó có nhiều profile lắm nha. Mọi người có thể thử từng profile một. Góc mở 20. Rồi thậm chí là đốt kiểu như diagonal, là cái kiểu gạch chéo này, hay là fillet dot kiểu như thế này. Thì khi sử dụng những cái này mọi người chú ý một chút, nếu như các bạn cảm thấy bản vẽ của mình nó ít đường kích thước bị móc ra này, là cái số lượng mũi tên nó trong bản vẽ nó không có nhiều, thì chúng ta có thể dùng cho đẹp và cho rõ bản vẽ cũng được. Còn nếu như mà trong bản vẽ các bạn nó nhiều thứ quá, nó nhiều thứ quá mà thêm những cái nét này vào nó rối bản vẽ, thì các bạn cân nhắc các bạn không không cần xài cũng được, tức là các bạn có thể bỏ nó đi và không không cần phải xài cái line này hoặc cái arc này. Rồi trước mắt là chúng ta để nguyên full option để các bạn dễ thấy nhé. Thì khi mà các bạn đối với lại cái bộ phận này, thì nó sẽ có một cái tùy chọn cho các bạn là show leader when test move, tức là khi các bạn di chuyển cái test này đi thì nó sẽ thấy được cái mũi tên này, và cái mũi tên này sẽ away from origin, nữa là nó sẽ chỉ ra từ cái chỗ mà nó vừa đi ra đấy, để người ta biết được là con số này thuộc về đây nếu như bị di chuyển ra khỏi đó. Nếu như mà các bạn chọn thêm một cái tùy chọn nữa là
khi mà nó đi ra khỏi hai cái đường nhóm này thì cũng xuất hiện mũi tên nữa, thì các bạn sẽ chọn vào đây. Còn thông thường thì chỉ cần chọn cái away from origin là được, nó chỉ cần di chuyển cái con số này ra khỏi cái vị trí gốc của nó là chúng ta đã có xuất hiện cái mũi tên để chỉ vào như thế. Cái thông số kế tiếp mà chúng ta điều chỉnh đó là cái tick mark. Cái tick mark trong cái bảng điều chỉnh này nó là cái này, đây là cái tick mark này, nó là cái gạch chéo đậm đậm mà khi các bạn vẽ kỹ thuật các bạn hay sử dụng đấy. Thì cái tick mark này thì tùy theo các bạn, và các bạn lựa chọn những profile cho nó hợp lý. Ví dụ đang mặc định là diagonal là gạch chéo 3 mm, các bạn có thể là diagonal 2 mm thì nó sẽ nhỏ hơn như thế này. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái kiểu mà các bạn hay thấy ở trên mạng, là dùng người ta dùng cái fillet dot, tức là cái chấm tròn tròn để làm như thế này. Nó cái chấm tròn tròn này á, thì đối với những cái bạn vẽ mà nó ít đường kích thước nó nằm gần nhau thì nó sẽ được, nhưng mà nếu như bạn vẽ đối với tỷ lệ khoảng 50 và những cái vị trí các bạn nhìn thấy cái vị trí như chỗ này 3-4 cái kích thước 100-100 nó nằm gần nhau, và cái fillet dot ở cái chấm tròn nó to quá này, nhìn cái bạn vẽ kích thước nó sẽ không rõ được lắm. Cho nên là thường mà ưa thích cái kiểu là diagonal khoảng 2 mm hoặc 3 mm là vì thế. Nó gạch chéo một cái như thế này thì nó sẽ đỡ rối hơn, nó có thể là 2 hoặc là 3. Các bạn có thể thử lần lượt từng cái một ở đây xem hình dạng nó thế nào. Apply. Cái lightweight này thì chúng ta sẽ không có điều chỉnh. Lightweight chính là cái độ dày của nét vẽ khi in ra, thì đối với lại những cái đường ghi chú, những cái đường dọc và những cái đường ngang này, lightweight của nó, độ dày của nó là 1. Tick mark lightweight là cái gạch chéo này, độ dày của nó là xếp hạng số 4 trong cái thang là 16 cái độ dày nét vẽ của Revit. Thì đối với Revit các bạn mới sử dụng thì các bạn sẽ không cần phải can thiệp quá sâu vào trong cái độ dày của nét vẽ này, tại vì Revit sẽ tự động chỉnh cái độ dày nét vẽ sang cái loại tương ứng khi các bạn in ra. Và lấy ví dụ nó cũng không cần phải như thế này, các bạn vào trong mà nếu các bạn muốn biết cái độ dày nét vẽ này được quản lý như thế nào thì các bạn có thể là vào trong cái phần manage này, vào trong cái addition setting này, và chúng ta sẽ tìm đến cái bảng là lightweight. Ở đây là trong cái tab này nó sẽ quản lý những thông tin về dự án, chúng ta sẽ lightweight. Thì ở trong cái bảng mà quản lý về độ dày của nét vẽ này, các bạn sẽ thấy là nét vẽ, độ dày nét vẽ ở trong Revit nó sẽ phân hạng, nó sẽ không có nói rõ là bao nhiêu mà nó chỉ phân hạng từ 1 đến 16. Thì cái hạng 1 đến 16 này, nếu như các bạn vẽ in bằng vẽ tỷ lệ 1/50 thì nó sẽ tương ứng là nét độ dày số 1 sẽ in ra là 0.18 mm, độ dày nét cấp số 2 sẽ in ra là 0.25 mm. Và nếu như các bạn in ở tỷ lệ 1/500 thì cái độ dày nét số 1 này nó sẽ là 0.1, tức là nó sẽ có sự thay đổi tùy theo bản vẽ các bạn in ra. Cho nên là hầu như mới sử dụng thì chúng ta sẽ không cần phải can thiệp nhiều vào trong cái độ dày nét vẽ này. Chúng ta chỉ cần biết là cái nét đó là số 1, số 2, số 3 hay số 4 là nó hợp lý hay chưa. Và cứ nhớ số càng to thì nét sẽ càng dày. Còn việc in ra nó dày bao nhiêu chúng ta sẽ không cần phải quan tâm khai báo nhiều vào trong này. Và trong manage addition setting lightweight nhé. Rồi chúng ta quay trở lại chỗ này. Như vậy thì độ dày nét thì 1 với là 4, thì độ dày thế này nhìn vẫn trực quan như thế này thì cũng được rồi, thì chúng ta sẽ không cần chỉnh thêm. Nhưng mà nếu như các bạn in nháp, các bạn cảm thấy là cái tick mark này của mình nó còn nhạt quá, nó còn chưa đủ độ đậm như mong muốn, thì các bạn có thể tăng cấp cho nó, ví dụ tăng lên 1 từ 4 lên 5 chẳng hạn, kiểu như vậy nó sẽ dày hơn một tí, nó sẽ dày hơn một tí khi in ra, là tùy theo các bạn cân chỉnh. Dimension line extension là 3 mm, là cái độ vươn ra của các cái nét kích thước này, thì chúng ta sẽ chuyển cái này về trong cái đầu của này, thì chúng ta nhìn quan sát nó rõ hơn. Ví dụ bây giờ nó đang là 3 mm, sẽ chỉnh xuống còn 2 mm. Đây, dimension line extension là cái đường chứa cái đường kích thước này nó vươn ra khỏi so với đường giống là bao nhiêu. Ví dụ như 3 dài quá thì thầy chỉnh thì là 2, cái này là tùy các bạn chỉnh nha, theo cái nhu cầu của bạn.
Tương tự như vậy, chúng ta có chỉ số là width line extension, tức là cái đầu cái đường giống này sẽ lòi ra bao nhiêu. Ví dụ mình đang là 3 này thì điều chỉnh là 2. Chúng ta apply thì nó sẽ, các bạn thấy nó sẽ ngắn lại, tick mark nó sẽ ngắn lại. Width line control nó gác từ 11 đây. Cái width line control này là cái đường giống này, cái chân của nó sẽ có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là gap to element, tức là các bạn sẽ kích nó ra từ đâu thì nó sẽ lấy từ đó ra. Ví dụ như là cái đường này nó sẽ đo từ đây đây, thì các bạn thấy cái chân đường nó bám sát cái cột này. Cái đường này nó sẽ đo từ đây thì cái chân này nó sẽ bám này. Cái tùy chọn thứ hai thường được sử dụng nhiều hơn, đó là chúng ta sẽ fix dimension line, tức là chúng ta sẽ từ cái đường này chúng ta cho nó hiển thị ra chỉ một đoạn thôi, chứ không cần phải như thế này. Tại vì nếu như thế này thì nhìn bản vẽ nó hơi rối. Nếu như thế này thì nhìn bản vẽ nó hơi rối vì có cái đường dài, có cái đường ngắn, nhìn bản vẽ nó không đẹp. Thì thông thường là sẽ chọn là fix dimension line, và cái độ dài của nó thì chúng ta sẽ tùy chọn cho nó là khoảng 7 mm. Apply. Các bạn thấy khi các bạn chỉnh cái này là 7 mm thì sẽ từ cái đường này sẽ đo ra là đúng 7 mm, dù các bạn in ở tỷ lệ nào thì nó cũng tự động nó chỉnh cho, làm sao mà khi in ra nó 7 mm. Đây nó đều đặn hết. Và khi chúng ta chỉnh cái đó thì các bạn thấy cái đường ghi chú kích thước chúng ta nhìn nó gọn gàng hơn, trong khi đây những cái đường ghi chú kích thước ở trên này là cái đường ghi chú chúng ta dùng kiểu cũ, là cái kiểu linear 30 mm. Nếu như mà các bạn chỉnh sang linear 2.5 chúng ta vừa mới làm đấy, các bạn sẽ thấy là những cái đường này nó sẽ gọn gàng hơn. Đây, nó chỉnh tiếp. Đó là ý nghĩa của cái thông số width line, length đó là độ dài của cái đường giống kích thước. Width line tick mark là chúng ta sẽ có sử dụng cái đầu này, nó có cái mũi tên này chỉ không, thì chúng ta thường chúng ta sẽ không có dùng, chúng ta để nên. Chúng ta sẽ không dùng cái ký hiệu gì cho cái đầu đường giống hết, vì rối bằng vẽ. Ở đây có một cái thông số quan trọng nữa là dimension line snap distance, đó là chúng ta sẽ nó sẽ cho các bạn là nếu như chúng ta có hai đường ghi chú kích thước ở đây, ví dụ một cái ghi chú kích thước và dạng hai lớp ở đây, để tạo thêm một cái nữa ở line, nó sẽ đường này thầy sẽ ghi từ tim trục nhà đến tim trục nhà. Bạn thấy là khi mà kéo con chuột, khi mà có hai đường ghi chú kích thước trở lên, thì khi mà kéo con chuột sang qua đây thì đến ngang cái vị trí này hơi khựng lại một tí, nó hơi khựng lại một tí, thì đây nó gọi là cái chỗ mà nó bắt điểm, tự động bắt điểm cho các bạn. Để làm gì? Để chúng ta canh chỉnh cái đường kích thước cho nó đều đặn hơn, nó không bị ví dụ như cái đường này á, thì nó quá to, trong khi ví dụ như các bạn cần một cái đường tổng từ đây đây à, chỉ cần đưa chuột vào đây là nó sẽ tự động nó bắt điểm vào đúng cái khoảng cách này. Như vậy cái này nó sẽ cách đều cái này, cách đều cái này thì bản vẽ chúng ta sẽ đẹp hơn. Và hai cái này thì vẫn đang là 30 mét. Thì đó là ý nghĩa của con số dimension line snap distance này. Khoảng cách hiện nay đang là 7, đã đang là 10 mm, tức là cứ đến chỗ vị trí 10 là nó sẽ cứ đến ngang vị trí số 10 mm khoảng cách, thì nó sẽ có một cái sự níu con chuột của bạn lại, khựng lại một tí để các bạn biết được ở đây là cái điểm có thể dừng được để cho con vật nó đẹp. Các bạn không thích khoảng cách số 10 này, các bạn có thể là khoảng cách giữa hai cái đường này chỉ cần là 7 hoặc 8, tạm thời để bằng được số 10, và ý nghĩa là như thế. Sang cái phần test là cái phần mà liên quan đến cái con số này, thì thứ nhất là width factor, thì là một là cái độ biến dạng của cái con số này so với cái phông chữ hiện nay là một, là để nguyên, là cái phông chữ người ta thiết kế cái phông đó chữ nghĩa như thế nào chúng ta sẽ để nguyên như thế, đây là một. Còn nếu như các bạn muốn chỉnh thì chỉnh thử cũng được, chỉnh sang thế nào. Ví dụ các bạn thấy nếu như thầy để quyết factor là hai thì cái phông chữ nó bị biến dạng đi, biến dạng đi, con chữ nhìn có vẻ mập hơn so với phông gốc, tạm thời chúng ta để là một. Nó tất nhiên là khi nhỏ hơn một thì nó sẽ là
ví dụ như 0.7 thì nó sẽ cái con chữ nó sẽ gầy đi nên như thế nào. Đó là cái ý nghĩa của cái weak factor đối với cái test này. Cái underline là có gạch đích hay không, italic là nó có in nghiêng hay không, bold là có in đậm hay không, nếu có thì bạn tích vào đây. Cái test size ban nãy chúng ta đặt tên là 2.5 mm vì chúng ta muốn chỉnh cho cái chữ này nó nhỏ lại, thì ở đây các bạn sẽ chỉnh vào đây 2.5. Cái test offset này nó là cái khoảng cách từ cái đường ghi chú kích thước này tới cái test của chúng ta, thì nó đang là 1.75 thì nó hơi cao, các bạn có thể thích thì các bạn để 1 thôi. Đặt apply. Là cái số nhỏ lại, khoảng cách số nhỏ lại cũng có thể là ví dụ như 0.5 chẳng hạn như thế, nó sẽ cái khoảng cách từ đường này đến cái số này nó sẽ nhỏ hơn. Này các bạn chỉnh read convention là up then left, tức là chúng ta sẽ ưu tiên ghi chú, ví dụ nếu như cạnh này thì chữ sẽ nằm trên này, nếu như đo cạnh dọc này thì chữ nằm bên trái. Thì đây là cái quy tắc thông thường chúng ta hay sử dụng, chúng ta quen rồi. Ngoài ra có một số quy tắc ví dụ như là trên phải rồi trái, trên rồi phải trên thì tùy, nhưng mà đây là cái chúng ta hay sử dụng là up, xong rồi ưu tiên là ghi lên trên này và ghi bên trái. Cái phông chữ là Arial thì chúng ta đặt tên là Arial, chúng ta sử dụng Arial. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng phông khác thì các bạn để dễ quản lý thì các bạn chọn phông khác, xong các bạn nhớ rename cái tên này và đổi cái tên phông vào đây tránh nhầm lẫn. Cái background của một cái test nó đang là opaque, là ở dưới cái test này các bạn thấy nó có một cái viền trắng, nó có một cái viền trắng để nó giúp cho việc đọc test, nó cái nền trắng giúp cho cái test này nó không bị những cái thành phần khác chia cắt, các bạn đọc chữ kỹ hơn. Nếu như các bạn không muốn hiện cái đó lên, các bạn vì nhiều khi là chữ số nó nằm nó đè lên tường hoặc đè lên vật thể nó mất nét, thì các bạn sẽ chọn là transparent, tức là không có một cái nền nào ở dưới con số ấy. Các bạn thấy khi thầy chọn transparent cái viền trắng nó biến mất, là cái chữ này nó sẽ ghi thoải mái và có bộ phận nào bên dưới cái chữ là nhìn thấy hết, thì đó là transparent. Còn nếu như bạn nào mà muốn để cái ưu tiên cái chữ đọc được kỹ hơn thì các bạn sẽ xuất hiện thêm một cái nền trắng ở bên dưới này, transparent line. Cái điều chỉnh kế tiếp đó là cái unit format, thì cái này thực sự cũng không cần phải điều chỉnh lắm. Nếu như các bạn đã chọn template khởi tạo cái dự án là từ mm như thầy đã hướng dẫn từ buổi số 1. Còn nếu như mà bạn nào mà chưa làm cái đấy thì có thể là vào đây các bạn điều chỉnh unit format của cái việc ghi chú kích thước này, đó là các bạn kích vào đây. Trong cái đây thì nếu như các bạn muốn chỉnh riêng, ở đây là đang view project setting, tức là chúng ta đang sử dụng cái mặc định của project. Các bạn muốn chỉnh riêng thì chút nữa thầy sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái chuyện đó sau. Rồi chúng ta ok, đó là những cái thông số điều chỉnh đối với lại cái đường kích thước này. Đó là những cái chúng ta đã vừa ý rồi, thì chúng ta ok và chúng ta sẽ rồi chúng ta sẽ đo tiến hành ghi chú cho nó đầy đủ. Ví dụ như sau khi đã chọn nó xong thì chúng ta sẽ chọn annotate và chọn sang cái kiểu ghi chú là chúng ta mới điều chỉnh ở linear 2.5 mm arrow, và chúng ta có thể là ví dụ như là face of core là anti-one, rồi chúng ta option như ban nãy. Ok, chúng ta đo cho bức tường này, kéo đây cái xong rồi đường thứ hai chúng ta sẽ đo từ bỏ cái opening đi, nó sẽ không đo opening, bỏ intersect, thì intersecting grid thôi, thì các bạn lại móc ra cái này nó nhanh hơn, thấy không? Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ đo individual để chúng ta là đo cái đường vòng này. Đôi khi nó sẽ lộn ngược cái đường này lên thì mình sẽ kéo nó xuống lại và kiểm tra xem những cái vị trí này, ví dụ những cái vị trí này con số nó bị chồng lấp lên nhau thì chúng ta móc ra. Và chúng ta sẽ móc nó ra và chúng ta điều chỉnh cho nó. Ban nãy thầy có nói về cái chuyện đó là chúng ta có thể chỉnh được cái đơn vị đo, cái hệ đo ở trong file
project là cái dự án ta đang làm. Thì để quản lý cái chuyện đó, các bạn là vào trong cái manage, tất cả những gì liên quan đến quản lý về thông tin dự án các bạn đều tìm ở trong cái tab manage này. Ban nãy đã hướng dẫn các bạn là xem thử cái layway, tức là cái độ dày của nét vẽ nó nằm ở đâu, đúng không? Thì bây giờ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái chuyện nữa, đó là cái project unit, tức là cái đơn vị đo sử dụng ở trong cái dự án của chúng ta. Thì khi mà các bạn sử dụng cái file template để mở ra dự án mới, tức là làm mới từ cái file mà hệ map như là thầy đã hướng dẫn từ cái buổi số 1 ấy, thì khi mà mở project unit ra nó sẽ ra như thế này. Còn những cái bạn mà lỡ mở cái file template mà hệ in ra thì khi mở ra thì nó là in, thì các bạn nếu như các bạn lỡ vẽ rồi thì các bạn có thể điều chỉnh lại những cái này thành hệ map như này. Thì điều chỉnh rất là dễ trong cái bảng này project unit. Nó sẽ có những cái mục quản lý như sau. Thứ nhất, angle là về góc, thì cái góc, cái cách đo góc mà quen thuộc nhất của chúng ta là đo theo độ degree, đo theo độ. Và hiện nay là trong ví dụ các bạn chỉnh vào đây thì các bạn sẽ thấy là có thông số, thứ nhất là đơn vị đo là đo theo degree, đo độ. Cái thứ hai là quy tắc làm tròn, nó sẽ làm tròn và lấy hai chữ số thập phân đối với lại đo đo góc thì chúng ta ok. Và cái ký hiệu của nó là cái ký hiệu cái vòng tròn này thì chúng ta ok, còn những cái này chúng ta sẽ không vấn đề. Ok, đối với lại cái đơn vị đo thứ hai là area, nó là cái đơn vị đo về diện tích, thì đơn vị của nó là mét vuông, thì trong này nó gọi là square meter, các bạn chỉnh vào đây. Và rounding, nó là làm tròn, thì chúng ta thường đo chiều dài, đo chiều dài với lại đo diện tích. À, chúng ta sẽ không có lấy số thập phân đối với bản vẽ kiến trúc, cho nên là chỗ này nó đang lại không, rounding là không, chúng ta sẽ không có số thập phân. Và cái số hiển thị phía sau là mét vuông, ký hiệu nó là mét vuông như thế này. Đây, length là chiều dài, và chúng ta cũng thấy là chúng ta sẽ không có làm thể hiện chiều dài số thập phân cho bản vẽ kiến trúc. Nhưng đối với những cái bản vẽ về các cái ngành khác, ví dụ như ngành cơ khí chính xác, thì cái đơn vị đo nó chi li hơn rất là nhiều đối với chiều dài, đối với diện tích, đối với thể tích. Còn đối với kiến trúc của mình thì cái đơn vị đo chiều dài, diện tích nó chỉ là số nguyên chứ không là số thập phân nhé. Các cái thông số khác ví dụ như là khối lượng riêng, độ dốc thì đo theo là độ dốc. Ở đây chúng ta độ dốc chúng ta đo theo cái độ, hoặc là các bạn độ dốc chúng ta có thể đo theo một cái khác, đó là cái percentage, là cái phần trăm, bộ độ dốc là bao nhiêu phần trăm đấy. Thì các bạn ví dụ như các bạn hay quen đo độ dốc là percentage chẳng hạn, thì chúng ta phần trăm chúng ta là chọn như thế này. Và có thể là làm tròn đến hai chỉ số thập phân hoặc là một chỉ số thập phân thì tùy các bạn. Và unit symbol thì lúc này là cái ký hiệu nó là cái phần trăm như này. Đây, vì độ dốc chúng ta sẽ đo theo phần trăm chẳng hạn như thế. Speed là tốc độ, thời gian, thể tích là mét khối. Mét khối thì có thể là làm đến số thập phân. Currency là đơn vị tiền tệ. Ok, đó là đây là cái project unit chúng ta quản lý cái unit này, quản lý cái đơn vị đo sử dụng ở trong cái hệ thống bản vẽ trong cái dự án chúng ta đang làm. Nó cũng liên quan đến cái chuyện ghi chú kích thước này, thì chúng ta có một cái ghi chú thứ hai, cái loại ghi chú thứ hai chúng ta hay sử dụng nữa, đó là cái ghi chú cao độ của nền, của sàn và của cái trên cái mặt đứng. Thì để ghi chú cái đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là spot elevation để chúng ta ghi chú. Chúng ta có cái spot elevation mà các bạn, khi mà các bạn kích ra thì các bạn sẽ đưa vào trong bản vẽ, nó sẽ hiển thị ra như thế này. Ví dụ như đây, đây là cái code không. Thì những cái bản vẽ nào các bạn đã vẽ cái mặt nền vào, tức là chúng ta đã có cái mặt nền và mặt floor này vào, thì chúng ta mới ghi chú được code độ đối với mặt bằng. Còn đối với lại cái mặt đứng, các bạn ngồi sang mặt đứng, các bạn ghi chú spot elevation thì các bạn sẽ ghi chú được như thế này, ghi chú ở trên cái trục cao độ, hoặc là các bạn ghi chú trên cái bề mặt của những cái cấu kiện như thế này. Mà đối với cái ghi chú mà
Đối với ghi chú cao độ này thì thông thường các bạn chúng ta hay ghi bằng cái hệ mát, thì như vậy để điều chỉnh cái ghi chú này thì các bạn có thể lại cũng vào Editor và chúng ta sẽ đứt việc thay nó lên, rồi chúng ta sẽ ghi chú đặt tên cho nó, ví dụ như là ghi chú cao độ hệ mát. Ok, duy nhất là về mặt ký hiệu là chúng ta có những cái thông số thế này. Chúng ta sẽ có cái đầu đó, nó có mũi tên, thì các bạn thích có mũi tên thì các bạn chỉnh vào đây là mũi tên, nó giống như ban nãy. Cái độ dày của nét khi in ra là nó tương đương cấp số 1. Và cái ký hiệu của nó thì hiện nay là ký hiệu của nó là cái ký hiệu tròn và có gạch như thế này. Và các bạn muốn đổi sang ký hiệu khác thì các bạn sẽ chọn vào đây, ví dụ như cái này. Ok, thì nó sẽ như thế này. Tùy theo các bạn điều chỉnh. Nó có những cái profile có sẵn rồi này. Crosshair, chúng ta apply thì nó sẽ ra như thế này. Chẳng hạn như thế. Về bên dưới là cái kích thước của cái test thì vẫn như là những cái khác, ví dụ như là độ lớn của nó là 2.5, offset của con reader của nó thì chúng ta sẽ chỉnh là 0.5, nó khoảng cách từ nó đến từ cái đường giống này đến cái nó là chúng ta sẽ giảm lại, ví dụ như thế. Rồi nó có cái nền ở bên dưới hay không, nếu có nền thì nó là opaque, và nếu nó không có nền các bạn chọn là transparent. Apply. Đến cái chỗ này, đối với cái unit format này, thì chúng ta nếu như chúng ta bấm vào đây, chúng ta để đây thì đang đang ghi cái hệ mm, thành ra cao độ như này là 3980 mm, mà chúng ta muốn ghi cái này là hệ mét thì các bạn có thể là click vào đây, và chúng ta sẽ không có dùng là view project setting nữa, chúng ta sẽ không dùng cái này nữa, và chúng ta sẽ không có dùng cái mặc định, chúng ta chỉnh chung cho toàn bộ, chúng ta sẽ dùng riêng. Cái nào muốn dùng riêng thì các bạn bỏ cái này là được, và chúng ta sẽ đổi sang là hệ mét. Và cái làm tròn của nó thì chúng ta sẽ ví dụ làm tròn đến 3 chữ số thì chúng ta sẽ làm tròn đến 3 chữ số, nó như thế này. Về hệ mét nó sẽ làm tròn 3 chữ số, nó sẽ như thế này. Và unit symbol thì chúng ta để là mét. Ok, apply. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ ghi ra như thế này, 3980. Nếu như các bạn không không muốn hiển thị cái này, không hiển thị chữ M, ký hiệu chữ mét ở phía sau thì các bạn bỏ đi và chúng ta bấm ok. Đây là cao độ chúng ta sẽ ghi là hệ hệ mét. Ví dụ như cái này chúng ta chuyển sang cái ghi chú cái mà chúng ta vừa mới làm đấy, nó sẽ ra được như thế này. Đó là về cái phần ghi chú cao độ. Tương tự như vậy sang cái mặt đứng thì chúng ta có cái độ dốc máy hoặc là bất kỳ một cái bộ phận nào mà có độ dốc. Các bạn muốn ghi chú độ dốc thì chúng ta sẽ dùng cái Sport Slope này. Và chúng ta ghi vào đây. Đây, bạn thấy. Chúng ta sẽ ghi chú như thế này. Đây là cái ghi chú độ dốc máy. Chúng ta muốn điều chỉnh cho nó, ví dụ như thì chúng ta sẽ edit, ta tạo cái kiểu mới, ghi chú độ dốc máy, ta bấm ok. Ở đây những cái liên quan đến cái leader row head, leader lightweight là độ dài rồi mũi tên này kia thầy sẽ không có nhắc lại nữa vì nó cũng tương tự như là những cái trước. Chúng ta chỉ có chú ý là thứ nhất là cái test thì độ cao test chúng ta chỉnh cho khớp với nhau là 2.5 hết, 0.5 hết. Và cái đơn vị đo nó unit format thì chúng ta sẽ không có dùng view processing mà chúng ta sẽ dùng cái percentage, hoặc là ban nãy chúng ta chỉnh percentage rồi ở trong cái thì chúng ta chỉ việc là để đây là xong, tức là trong cái manage ban nãy chúng ta có chỉnh rồi, trong cái manage chung của cái dự án này này, project unit chúng ta có chỉnh ra cái slope, chúng ta sẽ ghi theo phần trăm rồi, thì lúc này các bạn chỉ việc là chọn cái này và cái này chúng ta dùng view project setting. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng một cái kiểu ghi chú khác thì các bạn bỏ cái đó đi, chúng ta setup sang một cái kiểu khác. Đây, chúng ta sẽ có cái độ dốc máy như thế này, annotate sport slope đây chẳng hạn như vậy. Đây là cái kiểu kiểu cũ, cái kiểu mà chúng ta chưa chỉnh, các bạn chỉnh sang ghi chú độ dốc máy sẽ
Mày chỉ cần set up một vài cái đơn giản thôi là các bạn đã có thể là ghi chú được và tạo ra được một số cái kiểu ghi chú như thế. Tương tự, tất cả những cái này nó tương tự với nhau, cách điều chỉnh nó tương tự với nhau. Các bạn về mặt thông số và ý nghĩa thông số thì nó tương tự như nhau. Các bạn chỉ cần là biết một chút tiếng Anh, hoặc là từ nãy đến giờ các bạn nghe với thầy giới thiệu đầy đủ một cái rồi, thì các bạn nhìn cái tên nó quen, các bạn sẽ làm được nó ok hơn, chỉnh được những cái nó sẽ ok hơn. Cái nội dung kế tiếp hướng dẫn cho mọi người là về việc ghi chú. Và thì ghi chú ở đây nó sẽ có hai loại chính sử dụng ở trong cái bản vẽ kiến trúc. Cái ghi chú thứ nhất là chúng ta sẽ ghi chú tên phòng, và ghi chú thứ hai là chúng ta sẽ ghi chú dạng tự do. Ghi chú dạng tự do là ghi những cái text này, những cái dòng chữ này. Ghi chú tự do nó sẽ dùng những cái text này để ghi chú những cái gì chúng ta mong muốn, thì chúng ta sử dụng cái test này ra ghi chú. Cái khi các bạn bấm vào cái test này thì nó sẽ có rất là nhiều loại test ở đây nó làm sẵn, ví dụ như 2.5 mm Arial, đọc vào chúng ta biết ngay là cái chữ nó sẽ cao 2.5 mm, và phông chữ là Arial 3.5 Arial. Các bạn muốn tạo những cái mới thì tất nhiên là vào Edit Type và các bạn duplicate nó lên là được. Duplicate lên và chúng ta sẽ tạo ra những cái phông chữ nó mới, và chúng ta sẽ điều chỉnh những cái liên quan đến phông chữ thì điều chỉnh rất là đơn giản. Nó chỉ có một số điều chỉnh như sau. Thứ nhất đó là về màu sắc của chữ, thứ hai là độ dày của nét chữ khi in ra, cái thứ ba là cái nền background của chữ nó nằm trên nền opaque hay là nền transparent, cái thứ tư đó là cái thứ tư năm thứ sáu liên quan đến việc cái mũi tên liên quan của cái chữ đó. Bên dưới này test thì nó liên quan đến cái phông chữ, kích cỡ chữ và cái độ rộng của cái chữ như thế nào, kiểu như vậy. Thì đối với chữ, ví dụ chúng ta ghi chú thử, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ ghi chú thử, ở đây là chúng ta sẽ ghi chú là ô văn che nắng chẳng hạn như thế, hoặc ô văn cửa, chúng ta sẽ có ô văn cửa ở đây. Đây là chữ 2.5 nhé, đây là chữ cao 2.5. Nếu như mà nhỏ quá thì các bạn hãy chuyển sang cái phông chữ là ô văn 2.5. Đây là ghi chú tự do, các bạn thích ghi cái gì thì các bạn ghi. Và đối với ghi chú tự do này thì các bạn chúng ta có thêm một cái tùy chọn là cái chữ này nó có mũi tên hay không. Một cái là các bạn, ví dụ các bạn có mũi tên bên trái thì bạn kích vào bên trái, các bạn có mũi tên này. Các bạn muốn có mũi tên bên phải thì các bạn sẽ kích vào đây, chẳng hạn như thế. Và các bạn có thể là tùy chỉnh những cái đường này cho nó gì, cho nó gọn gàng, nó chuyên nghiệp. Các bạn muốn thêm nữa, ví dụ thêm nữa bên trái này, thêm bên phải, thêm một cái nữa thì các bạn kích thêm. Cứ thấy cộng thêm của bạn muốn trừ bớt đi thì việc bạn muốn bỏ bớt. Đối với cái chữ ghi chú thì ta sẽ làm được những cái chuyện như thế. Đó là ghi chú thứ hai, đó là cái ghi chú tên phòng. Tên phòng thì thường chúng ta sẽ không có dùng ghi chú tự do, ví dụ chúng ta sẽ không dùng cái test này, chúng ta ghi tên phòng này phòng kia. Đây. Đối với tên phòng thì Revit nó sẽ quản lý theo đơn vị phòng riêng, thì chúng ta sẽ không dùng ghi chú tự do này, chúng ta ghi ghi vào cái tên phòng đó. Và chúng ta sẽ dùng cái công cụ này, các bạn vào trong tab Architect này. Thầy bắt đầu từ mặt tầng 2, thì mặt tầng 2 có những cái phòng nó khép kín. Vào tab Architect này và các bạn sẽ tìm đến cái công cụ là Room RM. Thì để ghi chú tên phòng chúng ta dùng cái công cụ này, các bạn dùng Room này. Và khi các bạn đưa cái Room vào đây, công cụ Room vào đây nó sẽ hiện ra như thế này. Nó sẽ xác lập những cái phòng này, những cái phòng này là những cái Room. Nó quản lý mỗi đơn vị phòng này là một cái room này, đơn vị phòng này. Thì đối với cái room này, lúc này các bạn sẽ sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn sẽ kích chuột trái vào để chọn nó, xong kích chuột trái một cái nữa rồi các bạn đặt tên cho nó, như là chỗ này đặt tên là phòng ngủ 2 chẳng hạn. Cái này là phòng ngủ 1, này là phòng, phòng
chẳng hạn như thế. Và đối với là cái ghi chú mà cái room như này thì mỗi đơn vị này Revit sẽ nhận là một cái phòng. Và sau này nếu như chúng ta làm cái kiểu như thế này thì sau này các cái bước về sau về quản lý tên phòng, về điều chỉnh tên phòng, về quản lý diện tích của phòng thì chúng ta sẽ dùng các cái công cụ ra thống kê, nó sẽ tốt hơn là khi các bạn ghi chú cách thủ công. Và khi các bạn ghi chú như thế này thì sau này các bạn tạo mặt cắt, có những cái mặt cắt nó đi ngang qua cái phòng này thì các bạn cũng không cần phải ghi đánh lại cái tên phòng nữa, các bạn chỉ cần gọi cái công cụ room vào bên trong là nó sẽ hiện ra cái tên phòng của bạn. Đó là cái thuận tiện khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này. Ngoài ra khi mà sử dụng công cụ này thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ chọn cái room này và chúng ta sẽ edit height nó, edit height nó, bạn nhớ là duplicate lên ghi chú tên phòng chẳng hạn như thế. Đó, ok, thì trong này hiện nay đang nhìn thấy các bạn thấy có cái số ở đây, đó là cái room number. Chúng ta có thể là không thích hiện nó lên thì chúng ta tắt nó đi, chúng ta thích hiện với con số khác đó là cái show area, đó là diện tích phòng lên thì các bạn kích vào đây là ok. Nếu các bạn sẽ thấy là cái tên phòng nó sẽ đi kèm với diện tích của cái phòng, thông thường ta thích cái diện tích phòng hơn là cái tên phòng. À, hơn là cái số phòng nó đang đánh này, tức là theo cái trực quan của chúng ta. Còn theo quản lý chung đó, thì sau này các bạn sẽ phải quản lý rất là kỹ về cái số thứ tự đánh số của phòng là phòng số mấy, rồi diện tích là bao nhiêu, thì bao nhiêu, đó là cái phần mà liên quan đến triển khai chuyên sâu thì chúng ta sẽ làm việc với nhau ở một cái chủ đề nó khác. Còn đây là chúng ta đang ở cái mức độ căn bản thì chúng ta sẽ gọi tên phòng và diện tích, có thống kê diện tích phòng đi kèm thì có cái trực quan sinh động khi các bạn làm bài làm đồ án lên phương án cho các cái dự án của mình. Và như vậy chúng ta sẽ quét chọn hết tất cả và chúng ta sẽ quét chọn hết tất cả là filter, chúng ta chọn chức năng và chúng ta sẽ chọn là cái room ở đây là ok. Chúng ta cũng là bằng ok và chúng ta chọn ghi chú tên phòng thì tất cả mọi cái phòng ở đây nó chuyển sang cái ghi tên phòng và diện tích. Như chỗ này chúng ta ghi đổi tên cho nó ở những cái không gian mà dạng mở như thế này, ví dụ đây là một cái không gian dạng mở, đây là không gian phòng sinh hoạt chung liên quan đến cái sảnh tầng, cái sảnh tầng, không gian sảnh tầng mà liên quan cầu thang. Nhưng mà khi các bạn gọi cái room này vào đây thì nó sẽ lấy hết cái không gian này. Vì sao? Cái room này khi các bạn gọi vào nó xác là một cái không gian mà giới hạn bởi các bức tường tạo thành một cái chu vi khép kín thì nó sẽ nhận đó là một cái phòng. Ví dụ như chỗ này nó nhận hết cả cái này là cái phòng. Ở đây các bạn muốn tách riêng ra, ví dụ một cái không gian mở này các bạn muốn tách riêng ra, đây là một cái phòng riêng, đây là cái sảnh riêng, thì chúng ta sẽ vào trong này chúng ta dùng một cái công cụ thứ hai là công cụ phân tách phòng, đó là room separator, để vừa sử dụng xử lý những cái không gian dạng mở như thế này. Chúng ta dùng cái công cụ này chúng ta sẽ tạo, ví dụ như đối với cái phòng này nó có ba cái cạnh, này là cạnh tường rồi, chúng ta sẽ tạo thêm, chúng ta dùng cái khi các bạn gọi công cụ ra nó sẽ hiện ra cái bản vẽ này. Đấy, chúng ta dùng cái nét thẳng này chúng ta sẽ tạo một cái đường từ đây sang đây. Đó, thì nó sẽ tách cái phòng này ra, ví dụ phòng này tách riêng ra, bây giờ phòng này tách riêng ra, đấy các bạn thấy cái không gian này tách riêng ra. Bây giờ không gian này nó sẽ bao gồm cả cầu thang và cái sảnh tầng, thì thầy sẽ tạo thêm một cái nét nữa, sẽ ngắt cầu thang ra riêng và sảnh tầng ra riêng như thế này. Đây, như vậy các bạn sẽ thấy là hiện nay nó còn có 10 mét thôi. Như vậy chúng ta đặt tên chỗ này là sảnh tầng đi, sảnh tầng 2 và di chuyển, nắm vào một tay di chuyển cái chữ vào giữa này. Và lúc này cái không gian này được tách ra rồi và nó chưa xác lập phòng thì các bạn dùng cái room này các bạn đưa vào đây thôi, để ở chỗ này. Phòng sinh hoạt chung chẳng hạn như vậy. Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, sảnh tầng 2, cầu thang các bạn thích thì các bạn ghi chú một cái room vào đây, cầu thang để biết được diện tích nó như thế nào, ví dụ như thế này. Cầu thang ok, và những cái này thì nó đang là cái kiểu ghi chú cũ, nó không có diện tích lúc mà vẽ quen, thì chúng ta sẽ chọn nó filter, chúng ta sẽ chọn signal và room type ok.
và ghi chú tên phòng. Bạn thấy cầu thang 8m² sảnh tầng với diện tích này là 10m², phòng sinh hoạt chung là 10m². Tương tự như vậy, đối với không gian ban công mà các bạn muốn ghi chú cho nó, ví dụ như thế này, các bạn để cái room ngoài ban công. Họ để một cái room ngoài ban công và sử dụng cái ghi chú tên phòng. Đây, đưa vào đây. Thì nó sẽ báo cho chúng ta biết là cái room này enclosed, sẽ là cái room này, cái không gian này chưa khép kín, nó không biết đo diện tích ở đâu hết, nó không hiển thị diện tích hết, nó chỉ có thể đổi tên thôi, ban công. Thì để giới hạn ở lại thì là như ban nãy thôi. Ở đây có hai bức tường rồi, cái ban công này ở đây có hai bức tường rồi, chúng ta chỉ việc là thêm cái room separator đó, các bạn vẽ ở đây là một nét, rồi các bạn vẽ về đây một nét. Thì khi mà nó enclosed lại rồi thì cái ban công này nó đã được 5m² rồi. Đó là cái công cụ mà room, thì chúng ta xử lý như vậy tương tự cho cái khu vực ở dưới tầng 1. Tầng 1 xử lý thì nó sẽ, các bạn sẽ phải vẽ nhiều cái nét room separator là nhiều hơn, tại vì chúng ta sẽ có không gian dưới tầng 1 đa phần nó liên hoàn với nhau hết, và các bạn sẽ phải cắt riêng ra. Ví dụ như đây là cái sảnh tầng 1, ở đây là khu vực của khi cắt sảnh tầng 1 thì gara tách riêng ra rồi. Cắt đây nét thì chúng ta có bếp để ăn ở đây, cắt ở đây một nét thì chúng ta sẽ có phòng giặt ở đây, có phòng vệ sinh ở đây, có phòng ở khách ở đây, có hiên ở đây. Đó là cái chức năng của cái room separator và cái công cụ ghi chú tên phòng dựa vào cái công cụ room này. Thì đối với lại cái việc ghi chú bằng room như thế, giả sử thầy có một cái mặt cắt đây. Dù chưa hướng dẫn là các bạn làm mặt cắt, nhưng mà thầy minh họa trước luôn. Ví dụ như vào view muốn có cái mặt cắt đi ngang qua nhà chỗ này thì dùng một cái section, dùng một cái section chúng ta sẽ cắt từ đây qua đây, và nhìn ngược lại về phía này. Thì khi tạo ra cái section như thế thì chúng ta sẽ có trong cái một section này. Thì lúc này ở dưới tầng 1 thì chưa ghi chú, nhưng mà những cái tầng trên này các bạn thấy khi ra chuột vào nó có một cái kiểu như thế này, một cái ký hiệu này. Đó là đây là những cái phòng đã được xác lập tên phòng rồi, và lúc này á, đối với những cái không gian mà các bạn đã dùng cái room rồi, ở trên ví dụ tầng 2 chúng ta đã khai báo đầy đủ những cái phòng rồi, thì các bạn muốn ghi chú tên phòng ở trên này các bạn cũng không cần phải dùng cái test thủ công này, và các bạn cũng không dùng cái công cụ room này nữa, mà các bạn sẽ dùng cái công cụ thứ ba trong cái bộ này là tag room. Tức là những cái phòng đã được xác lập và chỉ cần ghi tên như nó thôi, thì cái tên nó gọi là cái tag, là cái dán nhãn vào đấy. Thì đã có phòng thì các bạn chỉ việc bỏ vào đây là nó sẽ nhận lại những cái tên mà các bạn đã khai báo. Ví dụ như phòng ngủ 2, chỗ này là phòng gì đấy mà chúng ta chưa có đổi tên. Nhưng mà dưới này thì không dùng được, tại vì dưới này chúng ta tầng 1 chúng ta chưa có làm cái phòng hết nên nó sẽ không. Nên là đó là cái lợi ích đầu tiên mà chúng ta thu nhận được từ việc là ghi chú tên phòng bằng cái cách này. Đó là các bạn, thứ nhất là các bạn có luôn diện tích, cái thứ hai là các bạn sẽ dễ dàng thống nhất giữa tất cả bạn vẽ với nhau một cách tự động, không cần phải ghi một cách thủ công là cứ mỗi bạn vẽ lại ghi lại phòng này phòng kia, phòng này phòng kia nữa. Ví dụ có những cái phòng ở đây, phòng này là phòng WC 2 đi, phòng này là WC 1, phòng này là tủ đồ như thế. Rồi chúng ta kiểm tra ở trên cái, khi mà chúng ta đổi rồi chúng ta kiểm tra mặt cắt, các bạn thấy mặt cắt nó cũng tự động thay đổi theo tiền phòng, theo hôm nay chúng ta vừa mới điều chỉnh. Thì đó là cái công cụ room chúng ta sẽ ghi chú, dùng cho việc là ghi chú tiền phòng cách tự động. Chắc là nội dung của trao đổi buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dừng ở cái nội dung này.